Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và cảm thấy rất là đam mê. Nếu như phải có một ngày buồn thì chắc chắn không phải hôm nay. Nếu như sinh ra lại từ đầu là con gái vẫn quá ok. Chẳng có điều gì phải vương vấn, đó là một cuộc sống hấp. Chẳng điều gì phải e ngại, tiền sẽ bao giờ hôm nay. It's gonna be today. Chăm một vài con cá tươi cho khu vườn hoa. Hai ta
cười.